Cái gì? Cái đồ diều tha quả bảo, cái đồ ngu đần rớt đất, cái đồ dâm xe đại tiện này. Anh nhá. Từ từ đã. Em định đánh chết anh đấy à? Đúng. Tôi đang muốn đánh chết anh đây này. Cái đồ vô lương tâm. Em bình tĩnh đã. Có gì về nhà từ từ nói. Ở đây đang là ngoài đường. Hơn nữa anh lại là giám đốc ấy. Giữ thể diện cho anh một chút chứ. Anh vẫn còn biết mình là giám đốc đấy cơ à? Thì sự thật là như thế còn gì. Anh vẫn còn nói được nữa. Anh có thấy giám đốc nào mà mò lên tận phố Đèn Đỏ để tìm gái không à? Chẳng tại em cấm anh gắt quá làm gì. Cấm á? Tôi cũng muốn giết anh nữa chứ cấm đoán cái gì hả? Từ từ, em bình tĩnh đã. Dù anh không sợ đau, không sợ mất mặt, nhưng em cũng phải lo cho bản thân em chứ. Em đang mang bầu đấy. Anh thấy có thằng chồng nào như anh không à? Thì em đang mang bầu, không muốn gần gũi anh mới phải ra ngoài giải quyết. Chứ anh có phải cái thằng ham hố đâu. Bao nhiêu năm sống cùng nhau, anh tưởng là tôi không hiểu cái bản tính trăng hoa của anh đấy à? Anh thật sự không phải con người như thế. Vẫn còn cái. Tôi đánh chết anh nhá. Anh chạy. Có giỏi thì chạy luôn đi. Đừng có mang cái mặt về nhà nữa. Ok. Ngọc ơi, anh xin lỗi. Nước của em đây. Em cảm ơn ạ. Này bé. Dạ. Vào nghề lâu chưa? Chị hỏi em à? Chứ còn ai nữa? Vâng, em cũng đi làm lâu rồi chị ạ. Làm lâu rồi, sao dốt thế? Em phải đứng ở bên kia, mới đông khách. Này, thế không lẽ em chưa đứng ở bên đấy bao giờ? Chị hiểu nhầm rồi. Em không phải làm nghề như chị nghĩ đâu ạ. Tao chả tin. Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy mày giống lắm. Chị thực sự nhầm rồi đấy ạ. Em chỉ ngồi đây chờ xe thôi. Vợ mình chả còn. Hơ tí ra động chân động tay. Bố cô mà chết, xem tôi xử lý cô thế nào. Xinh thế nhỉ? Bên này lại phố đèn đỏ. Xinh như thế kia mà là gái ngành thì cũng là cực phẩm rồi. Cái này mà không ăn thì có lỗi với bản thân quá. Cậu ạ, cậu uống gì? Cho cốc trà đá đi. Được, cậu đợi tôi một lát nhá. Anh đang làm cái gì đấy? Bao nhiêu vậy em? Anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đang ngồi đợi xe thôi. Em mới vào nghề đúng không? Đừng ngại, cứ phát giá đi. Anh không để lộ ra ngoài đâu. Tôi nói rõ ràng với anh nhá. Tôi không phải là gái ngành. Anh thực sự hiểu nhầm rồi. Chị gửi nước với. Đấy, chị đã bảo rồi. Có phải mình chị nhìn em nghĩ như thế đâu. Em đi bộ dần ra đợi xe. Em gửi chị tiền nước. Ấy, tiền nước thôi mà. Để anh gửi cho. Cảm ơn. Tôi không có thói quen nhờ người lạ giúp đỡ. Này, đưa vào chị. Cậu còn chưa uống nước mà. Nước nồi gì tầm này. Này. Anh muốn cái gì đấy? Anh xin lỗi, đã hiểu nhầm em rồi. Bèo nước gặp nhau, quan hệ gì đâu mà lỗi lầm. Anh để tôi yên đi. Xe hơi của anh để bên kia, để anh đưa em về nhé. Không cần đâu, tôi cũng có xe rồi. Anh có thấy xe em đâu đâu. Hay là em cứ qua xe anh đi, xem như cho anh chuộc lỗi. Anh buồn cười thế nhở? Sao cứ làm phiền tôi thế? Tôi đã nói là không cần mà. Em cần gì phải chảnh chó thế không? Em có biết thân phận của anh như thế nào không? Tôi không quan tâm. Rượu mời không thích uống, cô thích uống rượu phạt à? Tưởng tôi không dám làm gì cô á? Lại, anh thả tôi ra, anh làm cái gì đấy? Muốn đưa em lên xe anh, rồi mình làm quen chút, ngoan nào. Anh vừa phải thôi, thả tôi ra, không tôi báo công an đấy. Nhìn qua là biết gái bắn hoa rồi, bày đặt lạt mềm buộc chặt á. Anh đúng là bị điên thật rồi. Anh thả tôi ra, tôi báo công an là anh tù mọt gông đấy. Em dọa anh á? Không sao, anh bị dọa sợ quen rồi. Em dọa nữa cũng thế thôi. Bỏ tôi ra, có ai không cứu tôi mẹ. Anh làm cái gì đây? Này anh kia, anh làm gì đây? Tiên sư thằng phụ hồ này, mày thích xem vào chuyện của tao à? Giữa ban ngày ban mặt, anh hành xử với con gái nhà lành như vậy, không thấy mình quá đáng à? Cái thằng, mày nhìn lại mày xem, lo đủ ngày ăn hai bữa không mà đi lo chuyện bao đồng của tao. Tôi no hay đói, giàu hay nghèo thì không liên quan gì đến anh. Điều quan trọng ở đây ấy là tôi không thể chấp nhận được hành xử của anh đối với phụ nữ như vậy. Thằng Ôn này, mày định chống đối tao đến cùng đúng không? Không phải chống đối anh, mà tôi đang muốn giúp cô ấy. Như thế thì khác gì nhau? Khác chứ, mấy người như anh không đáng để tôi chống đối. Tiên sư mày, mày biết tao là ai không? Anh có là ông trời đi chăng nữa ấy, thì hôm nay có tôi ở đây rồi. Anh đừng hòng động vào cô ấy. Mẹ kiếp. Tao sẽ tìm được mày, lúc đấy mày đừng trách tao ác.
Cảm ơn anh nhá. Tôi không nghĩ là anh ta lại quá khích như vậy. Không có gì đâu. Khu phố ở đây an ninh hơi kém. Lần sau không có việc gì quan trọng, cô đừng đi đâu một mình nhá. Tôi biết rồi. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại. Sau này có thời gian tôi mời anh đi uống nước coi như là lời cảm ơn. Không có gì to tát đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Với anh là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi thì đó là chuyện lớn. Anh cứ cho tôi cơ hội báo đáp đi. Được rồi, không có gì phải phiền phức thế đâu. Tạm biệt nhá. Đúng là người tốt hiếm cả. Không biết sau này mình có cơ hội gặp lại không nữa. Chị là ai vậy? Như thế này là sao? Nhìn không đến nỗi nào đâu. Thế mà lại là tiểu tam, chuyên đi giật chồng người khác. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục tăm tối thì lại đi mò vào. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, chị bình tĩnh đã. Bằng chứng rành rành như thế này mà mày vẫn còn chối à? Hay mày đang nghĩ tao là đứa trẻ lên ba? Nếu như chị đã cho người theo dõi chồng chị thì tại sao không bảo người ta theo dõi kỹ hơn một chút? Như thế này mà vẫn chưa là kỹ á? Tôi nói rõ ràng với chị nhá, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với chồng của chị và cũng không biết người ta là ai. Chị để cho tôi yên được chưa? Mày, chị làm cái trò gì đấy? Tao tát mày đấy, chứ còn làm gì nữa. Mày gian díu với chồng của tao ở sau lưng tao, bây giờ mày còn ra cái giọng đuổi tao nữa à? Mày đang nghĩ mày là mẹ thiên hạ đấy à? Chị ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ kiện chị về tội vu khống đấy. Mày lại còn thích già mồm ha? Dừng lại! Cô kia, mày muốn gì? Tôi phải hỏi cô câu đấy mới đúng. Tại sao cô lại đánh người vô cớ như vậy? Vô cớ? Mày có biết con danh này nó tằng tịu với chồng của tao không? Hả? Chị đừng có ăn nói vớ vẩn. Tao nói vớ vẩn á? Nhìn đi. Cô hiểu nhầm thật rồi. Hôm đấy chính tôi cũng có mặt ở đấy. Tôi đã chứng kiến tất cả mọi sự việc. Chính chồng cô là người nuôi kéo cô gái này. Này, nó cho mày ăn cái lợi lộc gì mà tại sao mày phải bênh vực nó như thế? Tôi không bênh ai cả. Anh ta là chồng cô, tôi nghĩ cô phải hiểu anh ta hơn ai hết chứ. Có lẽ đây không phải chuyện lần đầu xảy ra với cô đúng không? Cô nhìn lại tấm hình đấy đi. Nếu cô gái này là tiểu tam hoặc là người thích chồng cô đi nữa thì cô ấy phải tỏ ra vui vẻ khi được chồng cô nắm tay chứ. Nhưng ở trong bức hình là nắm vào cổ tay chứ phải nắm vào bàn tay. Tôi nghĩ cô nên tỉnh táo trước mọi sự việc, đừng để đánh mất chính mình. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Lại mắc nợ anh rồi. Không có gì đâu. Hôm nay anh nhất định không được từ chối đâu đấy. Nhất định phải để tôi mời nước anh. Được, cảm ơn cô. Mời anh ngồi. Em ơi, cho chị cái menu. Tôi không thể chịu được anh nữa rồi đấy. Hết chuyện này đến chuyện khác. Nói cho anh biết này, không sớm thì muộn ấy, tôi cũng sẽ ly dị với anh thôi. Em bình tĩnh đã, mọi chuyện có phải như em nghĩ đâu. Anh đi tìm gái, ok, tôi không thèm nói. Thế nhưng mà đằng này á, anh ngang nhiên lôi kéo, bắt ép con nhà người ta giữa đường giữa phố như vậy. Anh có biết làm như thế, hậu quả sẽ như thế nào không à? Em thì biết cái gì, chẳng qua nó cũng chỉ là con gái ngành thôi. Nó lại cứ lạt mềm buộc chặt với anh ấy chứ. Cho dù nó có là cái ngành đi chăng nữa, thế anh có quyền làm việc phạm pháp như thế à? Em làm cái gì nghiêm trọng thế? Anh cứ thử để bố tôi biết chuyện này xem. Tôi đố anh ngồi được ở cái chức giám đốc này nữa đấy. Thì em cũng cho người theo dõi anh đấy còn gì. Nếu như mà anh tử tế thì tôi phải làm như thế à? Tôi nói cho cái mặt anh biết nhá, nếu không phải vì đứa con ở trong bụng đây này thì tôi ly hôn với anh lâu rồi. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh không như thế nữa đâu, anh hứa mà. Tôi tin được anh mới lạ đấy. Thôi, tin anh đi, mình đi đã. Được rồi, đi. Em làm sao đây? Anh nhìn kìa. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Phen này á, tao xem mày thoát được với tao không? Anh đúng là cái thứ vừa lăng nhăng lại còn vừa nhỏ mọn nữa. Này,
anh vẫn là chồng em đấy. Thôi được rồi, dù gì nhìn cái thằng cha kia cũng chả ưa cái gì cả. Anh muốn làm gì thì làm. À này, sao em lại biết nó? Anh quan tâm nhiều như thế để làm gì? Xử nó thì xử đi. Thằng danh con mặt búng ra sữa. Tưởng mày làm ở chỗ nào? Hóa ra lại làm ở công ty tao à? Mày tận số rồi. Đây là công ty anh sao? Đúng rồi. Xin trân trọng giới thiệu với mày, tao là giám đốc công ty PJ. Công ty đang trực tiếp thi công ở đây. Vậy thì anh muốn gì? Sao chồng anh ấy có vẻ buồn thế nhỉ? Sao anh lại ngồi một mình thế này? Nhiên à? Em ngồi được chứ? Được, mời em ngồi. Hôm nay anh không đi làm à? Anh mới bị đuổi việc rồi. Thật thế à? Thôi, em nghĩ là anh cũng không cần phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ là công việc phụ hồ thôi mà. Không làm được chỗ này thì đi làm chỗ khác. E rằng không dễ như vậy đâu. Anh đã đắc tội với những người mà rất khó đối phó. Có lẽ phải về quê thật rồi. Em việc gì phải làm như vậy? Hay là anh qua chỗ em làm đi. Không ai dám làm khó dễ anh đâu. Em nói đùa hay là nói thật vậy? Xưa nay em chưa bao giờ biết nói đùa trong công việc. Thế em đang làm ở đâu? Em thấy anh mấy hôm nay ngoan không? Chỉ ở cạnh em, chả đi đâu hết cả. Có gì nhỉ? Nhớ nói tốt với bố giúp anh nhá. Thế cơ? Thì thế. Anh á, còn phải theo dõi nhiều lắm. Làm gì có chuyện anh thay đổi nhanh như thế được. Thôi được rồi, mình vào đây làm cốc cà phê đã đi. Gì thế này? Chúng nó đang hẹn hò à? Sao? Anh ghen à? Ghen gì mà ghen, chẳng qua anh ngứa mắt thằng kia thôi. Cho nó thân bại danh liệt thế rồi mà nó vẫn chưa về quê. Em sao vậy? Anh nhìn đi, rắc rối đang tìm chúng ta kìa. Này, mày cũng to gan lớn mật phết nhỉ. Anh có ý gì vậy? Nhìn cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại giao du với thằng thất nghiệp. Nghĩ nó chán thật đấy. Có liên quan gì đến anh không? Thằng này nó vừa bị anh đuổi cổ đấy. Em ngồi với nó là muốn chống đối anh đúng không? Nếu đúng như vậy thì sao? Mày đang nghĩ mày là mẹ thiên hạ đấy à? Hay là tưởng tao nhường mày một lần cho nên mày tưởng tao sợ? Hai người quả thật là rất xứng đôi vừa lứa. Mày nói cái gì cơ? Cô định làm gì? Định làm gì á? Tao định xé xác nó ra đấy. Kìa em, bọn này cứ để anh. Em đang có bầu, cẩn thận chút. Thằng kia, mày chán sống à? Đủ rồi đấy. Cô em lấy cái tư cách gì ra em quát cả anh? Cô ấy là Hạ Nhiên, chủ tịch tập đoàn ABA. Chắc anh chị cũng biết tập đoàn ABA rồi chứ. Mày bị điên à? Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đang rất nghiêm túc. Sắp tới tôi cũng sẽ về tập đoàn ABA để làm việc. Chẳng có lý do gì phải nói dối cả. Này, chúng mày đang hùa nhau để diễn kịch trước mặt bọn tao đấy à? Có thể chị không biết tôi, nhưng mà bố của chị, giám đốc Hiếu thì không lạ gì tôi đâu. Chị muốn hiểu rõ vấn đề thì hãy về hỏi ông ấy. Còn bây giờ thì đừng làm phiền tôi nữa. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy. Em đừng tin nó. Anh im mồm. Chủ tịch Nhiên, thật không ngờ cô trẻ tuổi như thế mà lại thành công đến vậy. Tôi có chút cư xử không đúng mực, mong cô thông cảm ạ. Nếu cô biết điều như vậy thì tôi cũng không để bụng nữa. Cô đi về đi. Từ bây giờ trở đi, quản lý chồng cho tốt, đừng để chuyện tương tự xảy ra. Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn chủ tịch Nhiên vì đã không truy cứu. Nhưng mà cô yên tâm ạ, từ nay về sau anh ta không còn là chồng của tôi nữa. Tôi xin phép. Ngọc, em nói thế là sao đây? Ngọc, em ngồi đi. Anh cút ngay đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi chịu đựng anh như thế là đủ lắm rồi. Kìa,